chuyện hôn nhân bí ẩn của ông trùm Điền Quân Kalerman. Sau khi bị đại gia Phương Hằng réo tên trong một livestream, thông tin xung quanh ông trùm Điền Quân khiến cư dân mạng tò mò. Đỗ Văn Bửu Điền hay còn gọi với tên Kalerman từng được khán giả thế hệ 7X 8X phía Nam biết đến với tư cách là biên tập viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Sau hơn 20 năm gắn bó với truyền hình, anh tạm dừng công việc nhà đài để xây dựng sự nghiệp riêng. Hiện tại Kalerman chính là người đứng đầu của Điền Quân Media và Entertainment, đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ sản xuất truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện, đặc biệt là thực hiện các game show giải trí. Thành công của Điền Quân và Kalerman gắn liền với các chương trình như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai, Mặt Nạ Ngôi Sao, vân vân. Cựu biên tập viên đài HTV cũng thu hút sự quan tâm khi sở hữu mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí và có kênh YouTube nội dung đa dạng, thu hút triệu người theo dõi. Tuy nhiên, đằng sau sự nổi tiếng ở hai thời kỳ khác nhau, Kalerman lại từng có thời gian sống khá kín tiếng đời tư, xuất hiện dày đặc trong các vlog, chương trình do chính mình thực hiện và làm nhân vật, nhưng ít khi nào anh nhắc đến gia đình và chuyện cá nhân. Trước đây, có thông tin Kalerman từng xây dựng hạnh phúc với một nữ biên tập viên và có một đứa con trai chung, nhưng đã đường ai nấy đi. Song anh không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận nguồn tin này. Một vài năm trở lại đây, Kalerman mới thoải mái bật mí có bà xã tên Phạm Thúy Vân, cả hai đã kết hôn từ lâu và có hai cô con gái. Vợ của anh không thuộc giới giải trí mà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, làm đẹp. Khi có sự động viên của người chồng chuyên làm nội dung kiêm sản xuất chương trình, Phạm Thúy Vân mới lập kênh YouTube riêng và cũng thu hút 100.000 lượt theo dõi. Với lần hiếm hoi nhắc về cuộc sống hôn nhân, Kalerman dành nhiều lời khen ngợi cho người bạn đời hiện tại. Anh chia sẻ rằng tính chất công việc của anh rất bận rộn nên Phạm Thúy Vân luôn là hậu phương vững chắc lo chuyện nhà cửa con cái. Trong thời điểm không có dịch bệnh, Kalerman thường xuyên phải đi công tác, thậm chí có tuần đi đến 4-5 ngày. Nhưng hiểu được mục đích của chồng, Phạm Thúy Vân vẫn tạo mọi điều kiện và không than vãn, trách móc. Còn về phía bà mẹ hai con, cô đánh giá Kalerman là người tâm lý, biết cách yêu thương vợ con. Những khi cả hai xảy ra khúc mắc, chồng không bao giờ lớn tiếng hay có những hành động khiến cho Phạm Thúy Vân phải khó chịu. Điểm hiếm hoi mà cô không hài lòng ở ông xã là còn hay nhậu nhẹt. Với đợt giãn cách vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống dịch, Kalerman và Phạm Thúy Vân có nhiều thời gian để cùng chăm sóc con cái và thấu hiểu nhau hơn. Gần đây, ông chủ Điền Quân bất ngờ bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên trong một vài câu chuyện chưa rõ đúng sai. Về những tin xấu đang lan truyền trên mạng, Kalerman có động thái viết dòng trạng thái có nội dung: hầu hết chúng ta hay có thói quen đọc báo hay lướt web khi thức dậy mỗi sáng. Có quá nhiều tin tức trong thời đại ngày nay, thông tin tốt lẫn thông tin xấu độc. Để nạp năng lượng tích cực cho cả ngày của mình, Kalerman chỉ ưu tiên dừng lại ở những bài viết hay. Những thứ khác mình thường để lại xem vào giờ khác.